Chuông chùa giữ lối đi về, mõ chùa giữ sạch lời mê tiếng lầm. Câu kinh gieo hạt từ tâm, khói hương xua sạch mê lầm trong ta. Dù ai đi khắp gần xa, chùa quê vẫn thấy rất là thân thương. Biết rằng chư Phật mười phương, Phật làng Phật của quê hương vẫn gần. Những câu thơ như nói thay tình cảm của nhiều người dân quê dành cho ngôi chùa làng mình. Có thể chùa làng mình không được nổi tiếng hay chưa được xây dựng to đẹp, nhưng ở đó là sự thân quen gần gũi với biết bao người dân trong làng. Tiếng chuông sớm mõ chiều từ chùa làng như âm thanh quen thuộc. Nó đi sâu vào tiềm thức của mỗi người, để mỗi khi đi xa, chúng ta luôn nhớ về. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh Văn hóa Tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu về một ngôi chùa làng. Dù là chùa làng nhưng lại rất đặc biệt, vì ở đây có một pho tượng Quan Âm bằng đá là bảo vật quốc gia. Ngôi chùa chúng tôi nói đến là ngôi chùa làng Cung Kiệm, phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Người trong vùng còn gọi làng là làng Cạm. Ngôi chùa làng được gọi theo địa danh tọa lạc là chùa Cung Kiệm hay chùa Cạm. Còn có tên chữ là chùa Thượng Phúc, có nghĩa là phúc trên tỏa khắp. Chùa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1996. Làng Cạm cùng ngôi chùa làng vốn được nhắc tới trong câu ca xưa nói về nông lịch thời tiết, trong đó gắn hội chùa Cạm với hội một số ngôi chùa cổ khác trên vùng Kinh Bắc. Hội Cạm, hội Khám, hội Dâu, qua ba hội ấy trồng màu mới sai. Điều đó đã minh chứng cho sự tồn tại từ rất sớm của ngôi cổ tự này. Chùa Cung Kiệm được xây dựng trên một gò đất cao ở cuối làng, quay theo hướng đông, nhìn ra bến đò Cung Kiệm, nơi có con sông Cầu uốn lượn hiền hòa và thơ mộng. Theo tài liệu văn bia cho biết, chùa vốn có từ lâu đời, đến thời Lê Sơ đã được nhiều người biết đến và cung kiến tiền của vào việc tôn tạo chùa, tạc tượng Phật và đặt hậu. Trải qua trường kỳ lịch sử, chùa xưa đã bị tàn phá. Ngày nay, chính quyền và nhân dân địa phương đã quan tâm công đức xây dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ rất khang trang. Sự quan tâm của người dân trong thôn và quanh vùng ngày nay cũng giống với những sự quan tâm công đức dành cho ngôi chùa từ xa xưa. Chùa Cung Kiệm là di tích có vị trí cảnh quan, kiến trúc cùng khuôn viên đẹp, liên thông hài hòa cân xứng theo lối truyền thống, chạm khắc trang trí tinh xảo nghệ thuật. Chùa gồm tòa Tam Bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, khu nhà Tăng, lầu Quan Âm, vườn tháp và vườn chùa. Ngôi chùa từ lâu đời là trung tâm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân quê hương nơi đây, góp phần giáo dục và phát huy tình đoàn kết cộng đồng làng xã, giúp con người hướng thiện, trừ ác. Ngôi chùa tọa lạc trên khuôn viên tương đối rộng, xung quanh có nhiều cây cối quanh năm xanh mát. Đến nơi đây, chúng ta cảm thấy được sự thanh tịnh thường có của những ngôi chùa nằm sâu trong làng, cách xa sự ồn ào của phố thị hay đường xá đông đúc xe cộ. Phía ngoài trước cổng chùa là khu nhà văn hóa của làng với sân cỏ rất rộng và thoáng, thuận tiện cho các hoạt động vào dịp lễ hội văn hóa truyền thống của làng. Vào chùa qua cổng tam quan được xây theo kiểu nghi môn kết hợp với hệ mái cong, lập ngói mũi hài. Trên các trụ biểu nhô cao là các hoa văn họa tiết tứ linh được đắp vẽ công phu tỉ mỉ. Qua cổng là một khoảng sân rộng rồi đến lư hương bằng đồng, đặt trước bức phù điêu cửu long quần hội bằng đá ở bậc lên xuống gian chính giữa. Bậc lên xuống được bố trí bốn tượng rồng đá cách điệu ẩn mình trong mây, mang phong cách nghệ thuật thời Lê. Bậc lên xuống, các đế móng, lan can và các cột hiên cũng đều được làm bằng đá xanh.
Những chi tiết này nếu so với nhiều ngôi chùa làng khác trong vùng thì đây là một nơi rất được quan tâm hương công, trùng tu, tôn tạo. Vùng đất màu mỡ, trù phú này đã mang lại cho nhân dân có đời sống ấm no, điều kiện kinh tế khá giả. Người dân lại kính tâm với các vị Phật Thánh từ xa xưa, nên việc được các ngài luôn gia trì, phù hộ cho nhân dân địa phương ngày càng phát triển là điều dễ hiểu. Xung quanh chùa là hành lang với các hệ cột đỡ mái bằng đá. Hành lang chạy vòng quanh chùa giúp việc di chuyển từ phía trước cửa chùa ra các công trình hai bên và phía sau rất thuận tiện. Tòa Tam Bảo chùa Cung Tiệm hiện nay có bình đồ kiến trúc kiểu chữ đinh, lập ngói mũi hài trên hệ khung cột bằng gỗ, gồm 7 gian tiền đường thông liền với 3 gian thượng điện, được xây theo kiểu bình đầu bít đốc, kết cấu các vì kèo đơn giản. Trên nóc tòa thượng điện có biểu tượng bánh xe Pháp Luân đặt trên bệ hình mây. Đây cũng là một trong các biểu tượng quan trọng của Phật giáo vì nó đại diện cho lời dạy của Đức Phật. Trong Phật giáo, bánh xe Pháp Luân đại diện cho con đường dẫn đến sự giác ngộ và cõi Niết Bàn. Bánh xe Pháp Luân còn được xem là bánh xe chân lý, vũ trụ và cả cuộc đời. Nó đại diện cho những may mắn được coi là xuất hiện ở lòng bàn chân của Đức Phật. Trong tòa Tam Bảo, phần trên cùng giáp với mái là một hàng con tiện gỗ giúp thông thoáng không khí cũng như lấy ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong. Trong chùa là hệ thống hoành phi câu đối, cửa võng, đục đẽo nghệ thuật được sơn son thiếp vàng rất đẹp và uy nghi. Cũng giống như bố trí thường thấy ở các ngôi chùa làng khác, đó là bên phải gian tiền đường là tượng thờ Ngài Hộ Pháp Khuyến Thiện, rồi đến ban thờ với tượng Đức Ông. Bên trái gian tiền đường là tượng thờ Ngài Hộ Pháp Trừ Ác, rồi đến ban thờ với tượng Đức Thánh Hiền. Ở giữa gian thượng điện là ban Tam Bảo với rất nhiều tượng Phật được sơn son thiếp vàng rất đẹp. Pho tượng Quan Âm là bảo vật quốc gia mà chúng tôi nói đến, hiện được bảo quản trong khám, đặt trên bục cao sát vách tường phía sau bên phải tòa thượng điện. Quan Âm là cách gọi khác của Quan Thế Âm Bồ Tát, là vị Bồ Tát đại từ đại bi, có thể hiện ra được 33 hóa thân, cứu 12 loại đại nạn. Tôn hiệu là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi tắt là đại bi. Tín ngưỡng thờ Quan Âm bắt đầu từ Ấn Độ, Tây Vực, sau đó được truyền đến Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Vì lòng từ bi cứu khổ cứu nạn chúng sinh, Ngài tùy cơ hóa hiện. Ban đầu Quan Âm được tôn tượng theo hình tướng nam giới. Sau khi đạo Phật được du nhập và phát triển ở các nước Viễn Đông, Quan Âm được chuyển hóa và tôn tượng theo hình tướng nữ giới. Pho tượng có kết cấu gồm hai phần, thân tượng và bệ tượng, với chiều cao tổng thể là 88,7 cm. Chiều cao phần thân tượng là 51,8 cm. Chiều cao phần bệ là 36,9 cm. Phần tượng Quan Âm được tạc trong tư thế ngồi tọa thiền bán kiết già, lộ nửa bàn chân phải, tay trái đặt trên đầu gối trái, lòng bàn tay ngửa, lòng bàn tay cầm pháp khí bảo bát, tay phải đưa ra phía trước, bàn tay khép hờ. Khuôn mặt tượng mang vẻ thon gọn, thanh tú với dáng vẻ nữ tính, toát lên vẻ từ bi của nhà Phật, đặc trưng của cách thức tạo hình nhân dạng Phật giáo. Đôi mắt khép hờ, mí mắt nhỏ nhắn khiến người ta liên tưởng đến hình cánh sen. Sống mũi cao, dài, miệng nhỏ nhắn, khóe miệng sâu, nở nụ cười trong sự an nhiên. Cằm thon gọn, tỳ tai chảy dài, cổ kiêu ba ngấn, ngực đeo dây anh lạc. Trên đầu đội mũ thiên quan, mặt trước chính giữa chạm nổi họa tiết hoa sen cách điệu. Xung quanh điểm xuyết các họa tiết hoa mai. Chám vào các khoảng trống là hoa văn hình dây lá cuộn xoắn và cách điệu thành những dải mây. Đây là thủ pháp đồng hiện
vừa là lá, vừa là mây. Mặt sau vành nửa trên chạm khắc hoa sen cách điệu, xung quanh là hoa văn hình lá cuộn xoắn. Nửa dưới là hình khắc hoa mai hai lớp cánh, xung quanh là hoa văn hình lá cuộn xoắn. Tượng Quan Âm chùa Cung Kiệm được khoác lên mình hai lớp áo, lớp trong là thanh y giống dạng yếm, bên ngoài khoác áo thiên y là một loại áo khoác trùm. Dây anh lạc đeo ở trước ngực, chính giữa khắc hình hoa mai chín cánh. Giữa bụng có dải lụa được thắt nút, tạo thành hai dải lụa rủ xuống lòng bàn chân. Phần bệ đá đặt tượng được làm thành ba phần. Trên cùng là bệ sen, gồm những bông sen, cánh sen và hoa dây trên bề mặt. Khoảng giữa thắt lại, chạm khắc sóng nước. Giữa sóng nước đó chạm nổi hai con thủy quái đang ngoảnh mặt vào nhau. Đôi thủy quái đang trong tư thế ngóc cao đầu, vượt lên sóng biển, ngoảnh mặt vào nhau cùng đội lấy đài sen. Hình tượng đôi thủy quái đội đài sen có nguồn gốc từ truyền thuyết Quan Âm Quá Hải trong Kinh Phật, kể về tích Quan Âm vượt biển. Nhìn xuống dưới thì đám thủy quái đang hoành hành dữ dội. Bà đã ra tay cứu vớt chúng sinh và thuần phục đám thủy quái, nên hình tượng này thường gắn với hình ảnh quái vật đội tòa sen rước Quan Âm. Pho tượng Quan Âm chùa Cung Kiệm là pho tượng Quan Âm duy nhất có minh văn cả trên thân tượng và bệ tượng. Minh văn pho tượng Quan Âm chùa Cung Kiệm cung cấp thông tin về niên đại tạo tác, địa chỉ, tên các tín chủ công đức. Phần chữ khắc trên lưng tượng có nghĩa là năm Kỷ Tỵ, tức năm 1449, niên hiệu Thái Hòa thứ 7, triều vua thứ 3 nhà Lê. Các tín chủ ở xã Kiệm, huyện Vũ Ninh, lộ Bắc Giang Trung gồm Đào Ngân, Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Lăng, Đào Thị Điều, Nguyễn Bé, Nguyễn Thị Thiểu. Phần khắc chữ trên bệ tượng có nghĩa là năm Kỷ Tỵ, tức năm 1449, niên hiệu Thái Hòa thứ 7. Các tín chủ người bản xã gồm Đào Ngân, Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Bé, Nguyễn Thị Thiểu, Nguyễn Lăng, Đào Thị Điều. Hiện nay tại Việt Nam, đối với hệ thống tượng Quan Âm, chỉ có duy nhất hai pho tượng được khắc niên đại tuyệt đối, gồm tượng Quan Âm chùa Cung Kiệm và pho tượng Phật Bà Quan Âm chùa Bút Tháp. Theo đó, pho tượng Quan Âm chùa Cung Kiệm là pho tượng được khắc niên đại sớm nhất, năm 1449, đồng thời là pho tượng Quan Âm thời Lê Sơ duy nhất. Các nhà nghiên cứu cho rằng Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ vào hai triều đại Lý, Trần. Bước sang thời Lê Sơ, khi Nho giáo là hệ tư tưởng chủ đạo với việc trọng Nho khinh Phật, tư tưởng Nho giáo độc tôn, thì Phật giáo không còn được quan tâm như các thời kỳ trước đó, nên việc xây dựng chùa chiền và các đồ tế tự cũng không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, với hiện tượng pho Quan Âm đá chùa Cung Kiệm được tạo tác rất đẹp, mà lại do một nhóm người thuộc tầng lớp bình dân ở địa phương hưng công tạo tác, thì có thể thấy rằng văn hóa Phật giáo vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân tận các nơi thôn dã. Có thể thấy rằng ngôi chùa này rất linh thiêng, nên mới được quan tâm xây dựng quy mô và công đức những hiện vật có giá trị như vậy. Với những giá trị về nhiều mặt, pho tượng Quan Thế Âm chùa Cung Kiệm đã được công nhận là bảo vật quốc gia ngày 30 tháng 1 năm 2023. Bên trái gian thượng điện hiện nay cũng mới được tạo tác một bức tượng Bồ Tát Đại Thế Chí bằng đá xanh với kích thước, hình thái và độ chi tiết nghệ thuật khá tương đồng với pho tượng Quan Thế Âm cổ bảo vật quốc gia. Sau tòa Tam Bảo, cách một khoảng sân là nhà tăng, nhà tổ, nhà mẫu nằm liền kề với nhau. Nhà tổ gồm 5 gian là nơi thờ tượng Bồ Đề Đạt Ma và các vị tổ tăng. Nhà mẫu gồm 3 gian, ở giữa là ban Tam Tòa Thánh Mẫu, bên phải là ban Trần Triều, bên trái là ban Sơn Trang. Khu vườn tháp
nằm ngay cạnh nhà Tăng, được xây gạch bắt mạch không cháp theo lối truyền thống các tháp của nhà Phật. Lầu Quan Âm nằm bên trái cổng vào, gồm 2 tầng 8 mái lập ngói mũi hài, đặt trên hệ khung cột bằng gỗ. Vườn chùa ngay cạnh lầu Quan Âm có 3 tấm bia đá, trong đó có một tấm bia tứ diện được tạo dựng vào năm 1676 và 2 tấm bia hậu Phật Bi Ký được dựng khắc vào năm 1705 và 1806. Ở cạnh đó còn có 2 mảnh đá, ở góc có hoa văn mây bo góc. Theo như chúng tôi phán đoán, đó là mảnh ghép của một chiếc khánh bằng đá. Từ những hiện vật này và tượng Quan Âm bảo vật quốc gia trong chùa thì có thể nhiều hiện vật bằng đá có giá trị khác về ngôi chùa này vẫn chưa được tìm ra. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy ấn thích và chia sẻ để nhiều người biết đến nơi linh thiêng này. Cũng đừng quên ấn đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục nhận được những thông tin hữu ích về văn hóa tâm linh của dân tộc ta. Hãy ấn đăng ký ngay vì tôi biết quý vị cũng là những người có tấm lòng hướng tới cội nguồn, những người có tâm, có đức để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Nếu quý vị biết đến ngôi đền, ngôi chùa nào linh thiêng mà chưa được nhiều người biết đến, hãy bình luận ở dưới để kênh của chúng tôi có cơ duyên tìm hiểu để thật nhiều người biết đến hơn.